Ok, xin chào các bạn và mình là Tiến Đạt đến từ Think Pro. Và đây tiếp tục lại là một video tổng hợp về sự kiện CES nữa. Và cái thương hiệu tiếp theo mà mình muốn chia sẻ đến với các bạn đó chính là thương hiệu Dell. Và chắc chắn là khi mà xem xong video này, các bạn sẽ cực kỳ bất ngờ luôn về những thứ mà Dell đã làm được. Và không dài dòng nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu nhé. Này là một năm đột phá về công nghệ của màn hình khi mà các hãng đã đua nhau ra mắt những chiếc màn hình mới và những công nghệ mới. Và nhà Dell thì cũng không nằm ngoài cuộc chơi khi mà họ ra mắt tận hai chiếc màn hình, một chiếc màn hình thuộc phân khúc gaming và một chiếc màn hình thuộc phân khúc đồ họa. Và chúng ta hãy cùng đến với chiếc màn hình đồ họa trước nhé. Và cái dòng màn hình này có lẽ là cái dòng màn hình mà những em làm màu Việt Nam đã rất là quen thuộc rồi, đó chính là dòng Dell UltraSharp. Và năm nay cái kích thước của nó là 32 inch và độ phân giải lên tới 6K. Ngoài ra thì chúng ta còn có thêm một webcam 4K sử dụng cảm biến Sony Starvis cực kỳ xịn sò, có khả năng thu nhận hình ảnh trong điều kiện thiếu sáng. Sử dụng tấm nền IPS Black cho ra màu đen sâu hơn đến 35% so với những màn hình IPS khác. Đây là một loại công nghệ tấm nền mới được ra đời với sự hợp tác của LG, và gần đây thì cũng rất là nhiều mẫu màn hình cao cấp của nhà Dell cũng đã được trang bị loại tấm nền này rồi, nhưng mà chủ yếu vẫn là Dell UltraSharp. Và mặc dù là nó không mang lại một cái màu đen tốt như là Mini LED hay là OLED, nhưng mà chúng ta vẫn phải thừa nhận đây là một cái cải tiến rất là mới trong tương lai. Thông số khác thì Dell công bố thêm rằng đây là một chiếc màn hình đạt chứng nhận HDR600, độ tương phản 2000:1, 100% sRGB và 99% DCI-P3. Tất nhiên là đây vẫn là một cái thông số khá là bình thường so với một chiếc màn hình đồ họa cần sự chuẩn xác cao về màu sắc rồi. Ngoài ra thì còn có thêm hai loa với công suất là 14W, 2 micro với khả năng chống ồn. Còn về cổng kết nối thì anh em khỏi phải lo đi, bởi vì nó trang bị không thiếu một cổng nào cho anh em luôn. Chúng ta sẽ có một cổng HDMI 2.1, một mini DisplayPort 2.1, hai cổng Thunderbolt 4, trong đó có một cổng Power Delivery 140W, một cổng C 3.2 để upstream, bốn cổng A và một cổng mạng LAN RJ45. Và chưa dừng lại ở đó, các bạn có biết cái cổng C khi nãy nó upstream ra đâu? Nó upstream ra một cái hub ở góc bên trái màn hình đây này. Chúng ta sẽ lại có thêm hai cổng A và một cổng C nữa. Tổng quan lại với chiếc màn hình này thì có lẽ là anh em không cần phải lo về cái vụ là dùng nó sướng không, bởi vì những cái thông số như thế với những gì mà Dell đã công bố thì cái việc dùng sướng là khỏi phải bàn rồi. Nhưng mà mình vẫn đang hơi lấn cấn một vụ, đó chính là về ngoại hình. Nó nhìn nó vẫn hơi thô, viền màn hình vẫn hơi dày, quả webcam thì quá là uy tín rồi, nhưng mà vẫn hơi to, nhìn nó hơi mất thẩm mỹ một xíu. Tiếp theo đó chính là một chiếc màn hình gaming của Alienware với tần số quét lên đến là 500Hz. Và tất nhiên là chiếc màn hình này thật sự nó không có một điều gì đặc biệt khác ngoại trừ việc là nó sử dụng tấm nền Fast IPS cho phép tần số quét lên đến là 500Hz. Thật sự là mình cũng không nghĩ đến việc là sẽ có một tiệm khách hàng bỏ tiền ra để mua chiếc màn hình này. Bởi vì 500Hz đối với chiếc màn hình 24 inch, 25 inch nó là quá nhanh, và không kể là dùng về lâu về dài nó sẽ ảnh hưởng đến mắt nữa. Đối với cả những game thủ chuyên nghiệp và bán chuyên thì mình nghĩ là tầm từ 240Hz đổ về đã quá là ngon rồi. Mà chưa kể độ phân giải của chiếc màn hình này chỉ là Full HD mà thôi. Mà mình chắc chắn luôn các bạn nhé, là giá của chiếc màn hình này nó không hề rẻ một tí nào cả. Thứ nhất đó chính là nó thuộc dòng Alienware là đã đắt rồi, và nó thêm 500Hz nữa càng thêm đắt. Vậy thì mình nghĩ là nó sẽ chưa xứng đáng với số tiền mà chúng ta bỏ ra cho lắm. Nhưng mà biết đâu được, có lẽ là Dell họ đã nghĩ theo một hướng khác. Mà dù sao thì cung cầu, cầu cung mà, nó liên quan nhau mà đúng không? Đây là bọn mình nghĩ như vậy thôi, chứ không đời nào mà Dell họ lại đi làm ra một sản phẩm mà chả ai mua cả, đúng không? Ok, tiếp tục đến với những chiếc laptop thì có lẽ là năm nay khá là nhiều anh em bất ngờ khi mà không thấy Dell công bố gì về dòng XPS cả. Đúng vậy, bởi vì năm ngoái Dell đã tập trung rất là nhiều cho dòng XPS, và kết quả là chúng ta đã có một chiếc XPS 13 Plus với cái thiết kế cực kỳ tương lai rồi đúng không? Và còn năm nay thì Dell lại tập trung cho dòng gaming nhiều hơn, và cụ thể là dòng Alienware. Và ở CES 2023 thì Dell đã giới thiệu đến người dùng 3 chiếc laptop Alienware mới, đó chính là chiếc X14, X16 R2 và chiếc M18. Đầu tiên là dòng X14 và X16 này, một vài thay đổi khá là rõ rệt. Đầu tiên là về ngoại hình, nhìn vào thôi chúng ta thấy một cái giao diện mới rồi đúng không? Và Dell gọi đây là thiết kế Legend 3.0. Giờ đây thì mọi thứ trông nó đã tinh tế hơn, gọn nhẹ hơn rất là nhiều. Và dễ thấy nhất là cái viền màn hình đã được làm nhỏ hơn nhờ gia tăng tỷ lệ lên 16:10. Và cái giải LED phía sau cũng đã được trang bị RGB theo dạng hiệu ứng đẹp hơn, chứ không còn hiển thị theo màu như ở phiên bản cũ nữa. Thậm chí là cả touchpad chúng ta cũng có RGB Note. Trông nó ra dáng của game thủ chuyên nghiệp chứ không bị quá lòe lòe thầm hố như những chiếc laptop gaming giá rẻ. Ok, đến với chiếc M18 thì đây là chiếc laptop gaming to nhất mà Dell từng sản xuất, và trông nó cực kỳ to và nạc luôn. Chỗ dày nhất tới hơn 2,54cm, và tất nhiên đi kèm với điều đó chúng ta sẽ rất khó khăn trong việc mang đi mang lại. Nhưng với kích thước 18 inch, chúng ta hứa hẹn sẽ có một mức hiệu năng và hệ thống tản nhiệt tốt hơn rất là nhiều. Tất nhiên chúng ta vẫn phải chờ sản phẩm có thể test thực tế mới đưa ra được cái nhận định nó khách quan nhất được.
nhưng mà mình vẫn rất là mong chờ vào những chiếc laptop của nhà Alienware này. Tiếp theo đến với concept Luna, cho phép chúng ta có thể sửa chữa và thay thế linh kiện cho laptop vô cùng dễ dàng và nhanh chóng. Về cơ bản, concept Luna là một mẫu laptop module với các thành phần dễ dàng tháo ra và hoán đổi cho nhau. Ngoài ra, concept Luna tập trung vào tính bền vững, các thành phần có thể được thay thế và tái sử dụng mà không gặp nhiều vấn đề. Để đạt được mục tiêu này, các kỹ sư của Dell đã cố gắng loại bỏ các phần keo cố định và cáp kết nối khỏi concept Luna, giúp cho việc tháo gỡ và loại bỏ các thành phần được sắp xếp hợp lý và dễ dàng. Việc này có thể giúp người dùng dễ dàng hơn trong việc sửa chữa và nâng cấp các thiết bị ngay tại nhà mà không cần đi ra các trung tâm sửa chữa bảo hành. Việc loại bỏ keo kết dính và giảm thiểu ốc vít cũng cho phép concept Luna dễ dàng tháo rời bằng robot. Để hỗ trợ cho điều này, concept Luna được thiết kế phần mềm quản lý để chẩn đoán sức khỏe của các thành phần linh kiện để chúng luôn hoạt động ổn định. Phần mềm này không chỉ thông báo cho người dùng về từng thành phần, cho họ biết từng bộ phận nào có thể cần được thay thế, mà còn tự động hóa với việc robot có thể nhanh chóng tháo rời và sửa chữa hoặc nâng cấp laptop. Và Dell XPS 13 Plus chính là một trong những chiếc laptop đầu tiên áp dụng concept này. Đấy các bạn xem này, lắp máy như lắp Lego luôn. Và vừa rồi là tổng hợp những thứ của nhà Dell mà mình thấy là cực kỳ ấn tượng trong sự kiện CES 2023. Và các bạn muốn mình tổng hợp thêm về thương hiệu nào nữa thì hãy comment ở phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.